Để xem chú T-Rex hôm nay đi săn tìm được những gì nhé các bạn ơi. Có vẻ như có rất là nhiều con thú ở trên mặt đất, lẫn trên những cái hang, lẫn cái gốc cây nơi đây. Trên mỏm đá nữa kìa, cùng nhau khám phá nhé. Wow, để xem. Một chú khủng long bay cá Dimetrodon. Wow, chú này màu sắc khá là sặc sỡ đây. Mình vàng lưng vây đỏ. Wow, cái gì thế này? Một chú Triceratops mini. Wow, rất là dễ thương, nhỏ nhắn, nằm lọt khổng trong lòng bàn tay luôn các bạn ơi. Nhỏ xíu à. Wow, Trimolot, chú khủng long mini có cái đầu cứng đây. Tiếp theo là một chú khủng long ăn cỏ. Wow, khủng long ăn cỏ, nhưng mà chúng ta có cái mẫu ở đây là cái mini nha, khá là bé tí. Wow, một chú Triceratops khác. Wow, chú này khá là to, có cái đầu gật gù rất dễ thương. Wow, thấy cưng không mấy bạn? Wow, Triceratops. Wow, chú khủng long Triceratops. Tiếp theo là ai đây? Dimetrodon. Wow, Dimetrodon, chú này màu cũng khá là sặc sỡ, màu xanh và lưng vây tím. Wow, Dimetrodon. Wow, tiếp theo là một chú khủng long ăn cỏ nữa này các bạn ơi. Wow, khủng long ăn cỏ Camarasaurus. Wow, chiếc cổ rất là dài luôn nha, cái đuôi cũng dài nữa. Wow, ai đây? Amasaurus, chú khủng long cổ dài có vây gai. Chú khủng long này rất rất là to luôn. Wow, cái đầu gật gù được mấy bạn ơi. Wow, Stegosaurus. Wow, chiến binh đuôi chùy. Wow, có những chiếc vảy rất là ngầu trên lưng. Wow, giống như cái nón của lính La Mã vậy. Wow, thêm một chú Stegosaurus nữa đây. Wow, chú này màu nổi cực kỳ luôn, màu xanh đu đủ, vậy thì màu đỏ. Quá là nổi bật luôn các bạn ơi. Đó, chú ta kìa, quơ cái đuôi kìa. Đó, tiếp theo là Carnotaurus, kẻ săn mồi cực kỳ ngầu. Wow, chưa hề ngán ngay luôn nha. Carnotaurus có đôi tai rất là thính. Wow, cùng xem chúng ta săn mồi nè. Wow, hai chấp ba luôn. Wow, Carnotaurus. Tiếp theo một chú khủng long đến đường trước kỷ Jura phớ trắng luôn. Wow, ngầu chưa. Wow, chú này thì dùng các bạn khá là gai góc đây. Wow, tiếp theo là ai đấy? Wow, một chú rủ lông nhìn như chú hổ vậy, hoa văn giống như là chú hổ vậy. Gương mặt cũng khá là dữ tợn, những chiếc răng sắc nhọn kìa các bạn ơi. Wow, chú khủng long đuôi chì mình gai Nodosaurus. Wow, chú này có cái bụng màu đỏ đây. Rất là ngầu luôn các bạn ơi, Nodosaurus. Tiếp theo là ai đây? Canotaurus. Wow, kẻ săn mồi hung dữ. Wow, cái miệng khép ra khép vào rồi kìa, đổi thay đôi mắt rất thính và lanh lẹ. Wow, Canotaurus. Tiếp theo là ai đây? Velociraptor. Wow,
của ta rất là nhanh và thông minh, đặc biệt là trong kỳ Jurassic Park. Ai nữa đây? Triceratops, khủng long tê giác ba sừng. Khủng long mà nhìn như tê giác vậy, bà coi cái tê giác hiện đại đấy. Wow, còn ba chiếc sừng rất là nhọn phía trước và cái mang khá là ngầu luôn. Triceratops. Wow. Tiếp theo một chú khủng long Dimetrodon, khủng long thằng lằn bay cá. Wow, nhìn có ngầu không mấy bạn ơi. Tiếp theo là đây Thesaurus. Wow, kẻ săn mồi đáng sợ trong Jurassic Park 2 Domination đây, kẻ đã giết Gigantorus. Wow, đôi móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, mặc dù thể lực hơi kém nhưng mà khả năng đánh hơi, khả năng chiến đấu rất là đáng nể luôn. Wow, một mình chúng ta chập chút T-Rex luôn kìa. Tiếp theo, một anh khủng long ăn cỏ. Wow, lại là một anh khủng long ăn cỏ, có chiếc cổ cực kỳ dài, chiếc đuôi thật là dài, thân hình khổng lồ luôn. Ồ, khủng long ăn cỏ tiếp theo. Wow, trong cái đá là Spider-Man. Ồ, nhìn đôi tay của anh ta kìa, cực kỳ uy lực. Wow, Spider-Man. Wow, hôm nay chúng ta khám phá được khá là nhiều nhân vật nổi tiếng rồi đấy. Tiếp theo, Brachiosaurus, một chú khủng long xuất hiện trong kỷ Jura 2 có cái bờm rất là nổi bật. Wow, nhìn khá là giống chuột túi nhưng mà không phải nhé. Rồi nữa đây, Gamelimus có chiếc đầu gập phù, đôi móng phía trước sắc nhọn và đôi chân cực kỳ khỏe khoắn. Wow, cái bắp đùi săn chắc giống như là tập tạ vậy. Wow, nhìn xem. Oh, ai nữa đây? Wow, Nodosaurus. Ngầu chưa? Wow, chúng ta có cái đuôi như cái chuyện kìa. Wow, quá là ngầu luôn các bạn ơi. Cùng xem nè, đó, chúng ta vỡ cái đuôi rồi. Đó, cái này T-Rex màu đỏ. Wow, chúng ta rất là ngầu nhé. Wow, ngầu vậy mấy bạn ơi. Ai nữa đây? Wow, một cái săn mồi đáng sợ, kích thước khá là to lớn, màu xanh nổi bật. Wow, vậy lưng thì màu tím. Chú khủng long này đúng là một kẻ săn mồi rất là đáng gờm đây. Ai tiếp theo đây? Lại là một chú Tyrannosaurus Rex. Trong khe đá chúng ta tìm được chú ta rồi. Thân hình săn chắc chưa? Mỗi ngày chúng ta đều phải đi săn đó các bạn ơi. Ngầu chưa? Cùng xem chú ta đang săn kìa đó. Thesaurus. Thesaurus đây, kẻ săn mồi đáng sợ trong kỷ Jura 2. Tiếp theo, thằng lằn bay Betanodon. Màu xanh nổi ghê luôn các bạn ơi, quá trời nổi bật luôn nè. Màu xanh nổi bật lắm nha. Chúng ta đang bay kìa, Betanodon nổi kiếp sợ vô chơi. Amasaurus, chú cũng không lưng vây gai nữa nè. Chú Amasaurus này khá là nhỏ nhưng thực tế chúng ta rất là to nhé. Thước thì hả, rất là dài to, nghe với chú khủng long ăn cỏ luôn. Thì ai nữa kia? Lại là một chú khủng long đầu cứng. Đầu cứng ghê luôn, Dimolop. Chú này đầu siêu cứng như có thiết đầu công vậy. Tốc độ thì khá nhanh và chiếc đầu siêu cứng. Ai nữa đây? Mycasaurus. Kìa, quá trời răng nhọn luôn. Đôi chân rất là khỏe khoắn, chiếc đuôi rất là dài. Nhúc nhích được luôn.
chú khủng long này rất là tinh thông, tinh quái nhé. Velociraptor. Thì ra anh bạn này ở đây, Green Velociraptor. Những cái hoa văn tập như là những chú hổ và những chú báo vậy, trông rất là cool ngầu luôn. Ai nữa đây? Khủng long cá sấu. Khủng long cá sấu Tyrannosaurus. Nhìn giống như một chú xa cá sấu khổng lồ vậy. Nhưng mà chúng ta có vây và không có tay cá sấu nhé. Mycasaurus. Mycasaurus đợt luôn cái đầu các bạn ơi. Cá là ngầu luôn. Cái đầu đợt luôn đợt luôn kìa. Đó, kẻ săn mồi đó đáng sợ nhé. Anh bạn này là đây, Dimetrodon, chủ khủng long lưng vây. Chủ này rất là to, to hơn cả T-Rex luôn. Ngầu chứ. Quá là ngầu luôn các bạn ơi. Captain America đến từ Hydra. Captain America. Nhìn rất là cơ bắp lực lượng nha. Captain America phiên bản Lego Lovecraft rất là ngầu luôn. Bentanodon, chúa tể bầu trời đến từ núi lửa. Chúa thần lằn đỏ có cái màu vàng kỳ nổi bật, giống như là vương miện nhẹ, giống như là đức vua bầu trời. Sải cánh cực kỳ to luôn, to hơn cái một chiếc máy bay luôn. Black Captain America. Black Captain America có chiếc khiên ngầu quá mấy bạn ơi. Bóng loáng luôn, có khả năng chống chọi lại kẻ thù và chống chọi luôn cả những chú khủng long này luôn, không sợ ai cắn cả. Một chú Stegosaurus mini. Đồ chơi Lego Lovecraft mấy bạn ơi. Stegosaurus. Chú này thì khá là dễ thương nè. Đó, cái bên lưng màu xanh, chiếc cổ gập gù, chúng ta cũng rất là hiền lành. Một chú T-Rex nữa, chúng ta ngụy trang khá kính. Nãy giờ chúng ta bắt gặp được dời bén. Người săn chắc do chúng ta ngay đâu cũng đi săn mồi cả. Tiếp theo là ai đây? Một chú Stegosaurus nữa. Đuôi quá chùy, lưng vây màu đỏ, mình thì màu xám, rất nổi luôn. Ai nữa đây? Velociraptor Green. Green Min. Màu xanh bạc hà mấy bạn ơi. Chú này có hàm răng đưa ra đưa vô kìa. Kẻ săn mồi rất là thông minh và lém lĩnh. Một chiếc sừng Triceratops đây. Không sợ ai hết. Triceratops rất là ngầu. Tiếp theo là ai đây? Một chú T-Rex. Ai nữa đây? Anh bạn cá sấu sông Nin đến từ châu Phi, có đôi mắt rất là lém lĩnh, chực chờ kẻ thù, có thể chờ cả ngày để tóm gọn kẻ thù luôn. Kẻ săn mồi đáng sợ ở cái vùng nước. Một chú khủng long màu đỏ nữa đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé.